Kính chào quý vị và các bạn đã đến lại đến với kênh YouTube của Điện Máy Robin. Vâng, bây giờ thì hiện tại thì cái công tác là bên mình đã chuẩn bị hàng họ đâu đó xong hết và lên hàng để đi bàn giao cái dàn âm thanh áp với nhau sự kiện này cho bên Bình Thới. Cảm ơn quý khách đã đăng ký kênh và ủng hộ cho Điện Máy Robin rất nhiều. Ngay sau đây thì chúng tôi sẽ lên hàng và đi bàn giao. Rất mong được quý vị và các bạn đón theo dõi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Có mặt tại nhà hàng và bàn giao bộ dàn âm thanh sân khấu hát với nhau. Xin mời quý vị và các bạn đón xem cái công tác bàn giao của bên mình. Cấu hình hôm trước thì đã giới thiệu bốn cặp full đơn 40 đồng bộ tiền neo, một cặp súp ẩm đơn 50. Anh em đang chuẩn bị công tác lắp đặt. Chút xíu sẽ lên nhạc test chi tiết cái cấu hình này cho quý vị và các bạn cùng xem. Ừ, người đẹp xinh thế. Cười cái con người đẹp, cười con. Xinh quá chụp cái mà. Chú, đây là chú tổng giám đốc của nhà hàng Minh Dâu. Cảm ơn chú rất nhiều, cảm ơn chú đã ủng hộ cho bên Điện Máy Ruby. Về cái cấu hình của dàn máy thì bàn mixer đây là còn này, quản lý nguồn này, vang số này, mic này và con men Ruby 1800S, hai kênh đánh full, hai kênh đánh súp. Và anh em đang sắp xếp, chút xíu sẽ lên nhạc và test cụ thể cho các bạn cùng nghe. Sau khi anh với chị hát thì anh chị cảm nhận thế nào về cái bộ dàn này? Về cho okay, em chút ý kiến. Okay. Vâng, cảm ơn anh chị rất nhiều. Con xin cô chút ý kiến, cô sau khi cô đã hát trên cái bộ dàn này cô thấy thế nào ạ? Chất âm ra sao ạ? Hay. Dạ.
Vâng, cảm ơn cô rất nhiều và con cảm ơn nhà. Thử mà đi xa xa coi nó không có cỡ nào. Dạ dạ. Vâng. Sau khi chú đã hát qua cái bộ dàn âm thanh này, thì chú có cảm nhận như thế nào? Con xin chú ý kiến của chú ạ. Thì cũng cho là khá đi. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều và chúc chú nhiều sức khỏe và con chúc nhà hàng làm ăn phát tài. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn. Vâng, sau khi chúng tôi set up đâu đó thì khách hàng cũng rất là ưng ý. Và đến giờ là đến giây phút cuối cùng, đó là cái giây phút rất là hồi hộp, đó là giây phút lượm tiền và đếm tiền. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm và ủng hộ cho điện máy Ruby rất nhiều. Vâng, phun cái bộ âm thanh sân khấu này, cái bộ dàn âm thanh sân khấu này, không có tính cái màn hình kia nhá các bác, cái màn hình kia là của gia chủ có sẵn rồi. Thì cái bộ này chỉ có 61 triệu nào. Vâng, mọi thông tin chi tiết xin quý khách liên hệ số điện thoại hiện trên màn hình, điện máy Ruby 16A đường Tây Keo, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chân thành cảm ơn quý khách quan tâm và ủng hộ cho điện máy Ruby rất nhiều. Thank you.